Xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em cũng như là tất cả các bác yêu thích âm thanh của ba miền Tổ quốc. Vâng, hôm nay thì em xin phép lên cho các bác một em JBL L80T. Và cái thương hiệu JBL này thì không hề lạ đối với các bác rồi, cho nên là em không nói nhiều và em sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bác được quan sát ạ. Cái căng ở ngoài thì em đã bỏ ra rồi. Vâng, các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ với em và em sẽ gửi ảnh chi tiết cụ thể cho các bác được quan sát ạ. Loa thì sở hữu 3 đường tiếng các bác nhé. Và đây là bát 25cm, màng giấy và gân mút các bác nhé. Vâng, rất là đẹp luôn. Một mic giấy các bác ạ. Và đây là một chép đôm các bác nha. Ở trên cái loa thì đều có cái tem của JBL. Thùng thì vuông sát cạnh luôn. Và vỏ thùng thì được làm bằng gỗ lạng các bác ạ. Vâng, vân gỗ vẫn còn đẹp và mới các bác nha. Sinh ra từ Mỹ về bên em thì trong tình trạng là đẹp và zin xuất sắc luôn. Không hề có một điểm trừ nào luôn các bác nha. Và chiều cao của cái loa này thì là 86cm. Vâng, chiều sâu là 30cm. Và chiều ngang là 36cm các bác nhé. Thì em ưu đãi cho các bác, giá em đã bán với cái giá là 19.500.000 các bác nhé. Vâng, chỉ có 19.500.000 thôi ạ. Các bác sở hữu ngay đôi loa đẹp như mơ luôn. Và video của em xin kết thúc tại đây. Và bác nào có nhu cầu mua sắm thì hãy liên hệ với em theo cái số điện thoại em đã để sẵn trên màn hình. Và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.